sau sự cố bông Tân Cương đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị thương mại của Vương Nhất Bác. Cũng chính vì lý do này mà nhiều nguồn tin cho rằng Nam Minh Tinh và công ty quản lý đã nảy sinh xung đột khiến hai bên chấm dứt hợp tác. Kể từ khi Vương Nhất Bác trở nên nổi đình nổi đám nhờ vào Trần Tình Lệnh, anh chàng trở thành gà cưng số 1, thậm chí còn được mệnh danh là thái tử trong công ty Jehu Entertainment. Công ty quản lý này nhận được rất nhiều lợi ích từ Vương Nhất Bác, thế nên phía lãnh đạo Jehu hết mực ưu ái, quan tâm đến ngôi sao sinh năm 1997. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất từ một blogger có nhiều lượt theo dõi cho biết, Vương Nhất Bác đã chấm dứt hợp đồng với Jehu. Ngay lập tức, tin đồn này đã gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng và nhiều ý kiến suy đoán rằng có lẽ vì chuyện này liên quan đến sự kiện bông Tân Cương vừa qua. Vương Nhất Bác là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong việc tuyên bố chấm dứt hợp tác với thương hiệu có liên quan đến sự kiện này. Việc Nam Minh Tinh hủy hợp tác với Nike đã tạo ra hai mặt lợi, hại, tác động rất lớn đến sự nghiệp của anh chàng. Việc tiên phong hủy hợp đồng với thương hiệu bị liệt vô blacklist của dư luận xứ Trung đã giúp Vương Nhất Bác chiếm được rất nhiều cảm tình từ công chúng. Thế nhưng, hành động này đã khiến Vương Nhất Bác gây mất lòng với thương hiệu thời trang lớn của thế giới. Việc cương vỡ lại lành sẽ không bao giờ diễn ra trong tương lai giữa ngôi sao Trần Tình Lành với Nike được nữa. Chưa hết, những thương hiệu khác khi nhìn thấy thái độ này của Nam Minh Tinh cũng sẽ rất e dè, không muốn hợp tác với nghệ sĩ dễ nhạy cảm như thế. Chính vì thế, động thái này vô tình khiến giá trị thương mại của Vương Nhất Bác giảm mạnh trong giới thời trang. Vương Nhất Bác làm người đại diện cho hơn 20 thương hiệu, nhãn hàng, nhưng trong số đó có rất ít những thương hiệu lớn mang tầm quốc tế. Việc hủy hợp đồng với Nike như một đòn giáng chí mạng khiến sự hợp tác giữa Vương Nhất Bác với những thương hiệu quốc tế đã ít nay càng ít hơn. Có một số tin tức đưa rằng việc hủy hợp đồng với Nike của Vương Nhất Bác là phía công ty quản lý Jehu tự động quyết định chứ không phải chủ ý của Nam Minh Tinh. Thế nên sau sự kiện bông Tân Cương như giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Jehu đổ vỡ vì hai bên nảy sinh xung đột, bất đồng ý kiến ngày càng lớn. Trước tin đồn này, fan hâm mộ bày tỏ sẽ chờ đợi vào những thông báo chính thức từ Vương Nhất Bác và sẽ tin tưởng ủng hộ với mọi quyết định của thần tượng mình. Trước đó, theo New York Times, vào tháng 9 năm ngoái, trên trang web chính thức, SNM tuyên bố ngừng dùng bông vải từ Tân Cương vì lo ngại sâu sắc về những cáo buộc cưỡng ép lao động, vi phạm nhân quyền và phân biệt đối xử các nhóm sắc tộc tôn giáo thiểu số ở Tân Cương. Tuy nhiên, đến 24 tháng 3, vụ việc bỗng bùng lên tranh cãi dữ dội ở Trung Quốc với nhiều lời kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm của SNM. Hashtag Tôi ủng hộ bông Tân Cương hiện đang là chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo với hơn 1,8 tỷ lượt xem. Tài khoản Weibo thuộc một tổ chức nhà nước Trung Quốc đăng tải. Muốn kiếm tiền ở Trung Quốc nhưng lại tung tin đồn thất thiệt và tẩy chay bông vải Tân Cương ư? Đài truyền hình CCTV chỉ trích SNM đã có một nước đi sai lầm khi cố gắng đóng vai anh hùng chính nghĩa và mỉa mai SNM chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Các dân mạng khác thì gọi lập trường của SNM là ngu dốt và kiêu ngạo. Những người nổi tiếng hợp tác với SNM cũng nhanh chóng bỏ chạy. Động thái của Vương Nhất Bác và Đàm Tùng Vận được cho là phù hợp với thái độ của nhiều người dân Trung Quốc trong bối cảnh nhiều thương hiệu quốc tế lớn Nike, SNM lên tiếng tẩy chay sản phẩm bông của Tân Cương. Nghệ sĩ Trung Quốc hiện dồn dập bày tỏ quan điểm bảo vệ bông quê nhà trên mạng xã hội. Diễn viên gốc Tân Cương Đồng Lệ Á viết: Tôi yêu bông trắng quê tôi. Diễn viên Cung Tuấn kêu gọi bảo vệ bông trắng Tân Cương. Các tìm kiếm có tên của SNM trên các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã bị chặn từ hôm 24 tháng 3. Trong khi những người dùng Internet lên Weibo để kêu gọi tẩy chay SNM, công ty đang vận hành hơn 500 cửa hàng ở Trung Quốc, doanh thu đạt tới 1,1 tỷ USD trong năm 2020. Sau SNM, đến lượt Nike cũng bị tréo gọi vì liên quan đến bông Tân Cương. Nguyên nhân bắt đầu từ tổ chức BCI, Better Cotton Initiative, tạm thời ngừng cấp chứng nhận bông Tân Cương do gặp khó khăn trong việc kiểm tra hàng hóa. Điều này có nghĩa là tất cả các thành viên của BCI bao gồm Nike, Converse, Fila, Puma, New Balance, Uniqlo, Adidas, Burberry đều sẽ không sử dụng loại bông này. Nike đã lên top 1 tìm kiếm trên Weibo khi chặn ID Trung Quốc. Vương Nhất Bác, Đàm Tùng Vận đã kết thúc hợp đồng với Nike, trong khi các ngôi sao lớn khác như Lưu Dược Phi, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng bị gây sức ép kết thúc hợp đồng với các nhãn hàng. Trung Quốc có bề dày thành tích trong việc trừng phạt các công ty và người nổi tiếng nếu có quan điểm chính trị đối lập, đặc biệt là về các vấn đề Tây Tạng, Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương.